Hello chào các bạn, mình là Subi đây. Tức là mình sẽ làm tiếp một video nữa về Free Fire. Các bạn chiếc đầu video thích hơn mình cho xin một like kênh nhá. Và để kết bật chút cả khí để nhờ thông tin video các bạn thì ok. Thì hôm nay là game cho ra mắt khẩu 17 lục bảo đấy các bạn ơi. Và mình thấy khẩu này ra mắt ở server nước ngoài rất là lâu rồi á. Nhưng hôm nay là mới về server Việt Nam đấy các bạn. Và mình khá là bất ngờ vì vòng quay này chỉ tốn 3 hiệu đấy các bạn ơi. Ui, có 3 hiệu thôi á, trời. Skin súng hiệu, hiệu ứng khá là đẹp. Mà tại sao có 3 hiệu ấy nhờ, rẻ vậy sao? À không, chưa biết được, cũng có đâu biết là gì hay không, mình phải thử đã chứ, đâu phải nhìn bao hiệu là gì đâu đúng không? Đúng này. Đó, vậy hiện tại là trong nick của mình chỉ có một cái thẻ hung cương thôi, thế và nick của mình rồi đây, và mình tin chắc là với thứ hung cương này kiểu thứ ra khẩu này ấy, tại vì khẩu này có bao hiệu thôi mà, kiểu gì là ra. Ok, các bạn dự đoán xem là mình sẽ tốn bao nhiêu cương để trúng khẩu này nha. Ok. Ui ôi, mình thấy là cái hiệu đầu tiên cũng khá là khó trúng này các bạn ơi. Ui, mình tưởng là kiểu như là dễ chứ mà nó cũng không dễ đâu nha. À đây, hiệu đầu tiên này các bạn ơi, nhưng mà cũng khá là hút máu cơ. Không phải là đùa đâu, đâu phải tưởng bao hiệu là rẻ đâu. Ui giời ơi, không sao, mình giữ kim cương mà, mình chỉ kim cương đâu, thế nên là chẳng ngại gì cả. Bây giờ dậy ra, nhưng mà đừng có lâu ra quá nhá. Ui đầu ba lô, từ từ mình sẽ đổi một cái này thành lượt quay nha. Mình phun đồ rồi, thế nên là mình chẳng cần đổi mấy kia đâu. Ok, hiệu thứ hai này các bạn ơi, đó, các bạn dự đoán xem là mình sẽ mất bao cương để trúng được khẩu này nhá. Ok, lấy một lượt quay nữa nè. Quay, bao hiệu để các bạn ơi. Đấy, mình biết ngay mà, kiểu gì khẩu này cũng khá là rẻ đấy các bạn ơi, đó. Ui ôi, ok, nhập từ đồ nè. Và mình đã sở hữu được khẩu này rồi các bạn ơi. 17 lục bảo, wow. Hiệu ứng rất là đẹp và chỉ số cũng rất là mạnh luôn các bạn. Có gì tí nữa mình sẽ vào game để review cho bạn xem nha. Wow, khá là đẹp đấy. Ui, ok, trang bị vào luôn nè. Và nhận cái này đi, ok rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào đây trang bị xem nào. Để xem khẩu đó ở đâu nhá. Đây đây đây, cũng khá là nhiều skin 17 ở đấy. Nhưng mà mình sẽ thử review khẩu này để xem như thế nào nhá. Cầm vào tay thì cũng khá là đẹp đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ ra câu hỏi cho các bạn những kim cương nhá. Thì câu hỏi đó chính là mình đã tốn 3 kim cương để quay được khẩu 17 lục bảo. Các bạn đừng quên comment dưới kèm theo ID mình sẽ tặng kim cương cho 5 bạn trả lời đúng nhất và cả may mắn nhất nha. Còn bây giờ không dài dòng nữa, vào trận để review khẩu này kết thúc là các bạn ơi. Let's go. Ok, thì mình đã vào trò đây và ngay bắt đầu mình gặp ngay map nhà viện này các bạn ơi. Xong tí nữa mình sẽ hết cậu tanh bom map này ý. Nói chung có hơi buồn một tí thì không sao. Thì bây giờ là mình sẽ lên kia WhatsApp 1500 cho các bạn xem nhá. Và mình có lỡ mua súng rồi ấy, sau tí nữa mình mà ăn ít kill ấy thì round 2 mình sẽ không đủ tiền mua một tấm bài lục bảo đâu. Không sao, mình mong là trong team của mình chưa có ai mua súng, để tí nữa mình sẽ yêu cầu các bạn đó mua cho mình súng nha. Hoặc là bây giờ mình có thể ăn được nhiều kill thì tí nữa mình vẫn đủ tiền đấy các bạn. Nhưng mà nói chung là mình có lỡ dạy thì mình mua súng làm gì, không tí nữa sẽ không đủ tiền mua một tấm bài vai. Không sao không sao, nếu mà tí nữa không đủ tiền thì ra ba mua sao cũng được mà, cần gì phải vội đâu. Ui rồi ai à, luồn lách à, làm sao mà né được đường đạn của Supi, ra đạn vào đầu như thế mà, trời ơi. Chạy đó đó, chạy đang rời. Ô kìa, cái đường cuối đâu rồi nhờ. Ờ mình đã tìm nói các bạn ơi. Quá trốn đâu rồi. Ơ kìa, từ từ mình đã tìm nó nha. Ủa gì vậy, trốn kỹ vậy, mình tìm nãy giờ không thấy đâu các bạn ơi. Ui dồi ôi, đâu ấy nhờ. Ơ vãi, bị hạ ở kìa, tưởng là trốn đến bóc cuối được chứ, hóa ra là cũng bị hạ thôi. Ok, một khâu nè. Ui ôi, đấy mình biết ngay mà, không đủ tiền 1 tấn 7 thì các bạn ơi. Trời ơi, thì bây giờ là mình sẽ xin các bạn trong team của mình nhá. Ấy với yêu cầu được mà. À đây đây đây, có bạn mua được rồi nè. Ok, mình xin nha. Được. Ơ kìa, nhặt mất của mình rồi, trả mình đây. À không, cho mình xin lại chứ, có súng của mình đâu mà đòi trả. Ui, ai đây, đứng trên mái nha, làm gì vậy, hở cái đầu này. Ơ kìa, không trúng à, trời ơi. Cứ tự ăn được một kill rồi chứ. Nhưng mà không, đen thôi, đỏ quên đi. Khó vậy sao, thôi tha nó đi các bạn ơi. Ừ mình tha đấy. À đây đây đây, thấy một đối tượng khác rồi nè. Thì khẩu này là tăng 2 tốc độ bắn, thế nên là ưu tiên đục giáp thôi, chứ không cần bắn đầu đâu. Ui dồi ôi. Thôi là mạnh ngang một vài thử dính âm mà, thế nên là cứ ưu tiên đục giáp thôi, bắt sẽ làm gì. Theo như mình thấy thì khẩu này khá là rẻ đấy các bạn ơi. Các bạn có thể vào để quay nhá. Thì lúc trước là mình có quay khẩu một vài thử dính âm, mình quay mất gần 6 kim cương đấy các bạn. Mà khẩu này chỉ vọn vẹn có một ít kim cương thôi, thế nên là các bạn vào quay luôn đi, tội thì không quay đúng không. Đó, bán thì ta tốc độ bán thì kiểu như là ưu tiên đục giáp thì rất là khỏe mà, chỉ cần ăn sót đâu. Dành cho những bạn là không thích ăn sót thì quay khẩu này cũng ok. Còn bạn là thích ăn sót thì có thể quay mấy khẩu như là One Bomb Man hay là hỏa nổ đó. Ok nha. Từ nãy giờ mình đục giáp thôi à, mình chẳng ăn sót đâu ấy các bạn. Vì là ta tốc độ bán mà, ăn sót làm gì đúng không. Đó, đây đây đây, đây. Này này, chạy đâu chạy đâu chạy đâu, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. À đây đây đây, này này, úi dồi ôi, tuy là không ăn sót nhưng mà vẫn ra lại là vào đầu. Ok, vẫn còn là headshot nha. Rồi, còn đứa trên này thì các bạn ơi, mình sẽ lấy xử nó nhá. Đây đây đây, đi đâu bạn ơi. Ok, từ, à bộ này bộ gì à, bộ gì là
mình không nhớ tên lắm, nhưng một ngày ngày xưa mình có từng mình kiểu như là đổi hộp mắt thuế sao ấy. Ok, bà không ngồi, ý mình bảo là cái bộ của bạn nữ hôm nay đó. Tình hình thì mình thấy là game khá là dễ các bạn ơi, thế nên là mình có bảo các trong team của mình là ở nhà đi để cho mình lên cân bốn các bạn. Đó, máu thì súng các thứ mình xin hết của đồng đội mình rồi, thế nên là các bạn nhìn mình nè, chúng mình cân bốn cho bạn xem nè. Đó, mở đầu ngay bằng khẩu lục bác và một đứa lăm xuống ngay. Rồi, ba đứa còn lại đâu rồi nào, ra đây để mình thử lốt xem nào. Ơ, đâu anh nhở? Ủa, trốn kỹ vậy? Ơ kìa, chẳng thấy đâu luôn đi các bạn ơi. À, mình nghĩ là sao phải keo này đấy các bạn. Ok, dám trốn mình à. Đợi tí, ui ôi, ta tốc độ bắn đục keo thích vãi. Ơ, rồi, nó trốn trong này này các bạn ơi. Chẳng lẽ bây giờ mình cho quả lựu đạn vào nhờ. Và thôi, mình sẽ ưu tiên test súng đi, không quăng lựu đạn đâu. Quăng lựu đạn thì kiểu như là chết nó nhanh quá ấy, xong thì súng chả test được tí nào luôn đi các bạn. À không, nãy giờ cũng test được nhiều rồi mà, nhưng mà mình vẫn muốn test thêm đi các bạn ơi. Đó, ok nha. Rồi, ơ, cái đứa vừa nãy mình thấy ở đâu rồi nhờ? À đây, đi ở đâu? Đi ở bạn ơi. Ui ôi, thề nãy giờ mình còn tay máu vàng đi các bạn. Không sao, bảo vệ cũng được mà. Mình nghĩ là hai đứa con lại ở trong cái keo kia rồi. Nào, chui đầu ra bạn ơi. Mình đưa bạn nãy giờ luôn á. Trời đất ơi. Ơ, rồi. Chắc là trong tim của mình đã từ kìa. Ý là mình thấy tiếng chết ấy, tưởng là địch có chết. Trời ơi. À đây rồi. Nào, ra đây, à, đây. Vector à. Này. Ui ôi. Ơ, còn Dimitri kìa, từ. Bình tĩnh. Mình đang chưa rồi các bạn ơi. Nhưng mà vấn đề là toàn quá các bạn, nó còn vector mình lại gần cũng hơi nguy hiểm đấy. Trời ơi, nó không có Dimitri là nó chết mình rồi đấy. À từ bình tĩnh. Ui ôi vector. Này ơ kìa. Trời ơi. Ai coi bị trượt nữa chứ. Trời ơi, lệch đại đã chết được. Hai đứa đi cầu vector lại thì đỡ làm sao được. Ui ôi, nó nhằm một tới bài của mình kìa, nhưng tại sao không cầm lên không phải là lục bảo nhầm là cầm lên là skin thường nhở? Ừ, lạ ghê. Chưa hiểu lắm. Vừa nay là mình hơi lỗi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cân bốn các bạn ơi. Trời ơi, chẳng qua là nãy nó cầm hay cả vector, thế nên là mình mới chết thôi. Bóc thời. Bây giờ á, mình sẽ bắn cẩn thận lại, không có đối đầu với mình đứa vector tầm gần nữa. Ê mà không đối đầu tầm gần thì làm sao mình bắn được? Mới tới bài là bắn tầm gần mà. Quên mất. Nhưng mà nói chung là mình cũng kiểu như là lên một đứa vector thôi nha. Một đứa thì đã không sao rồi, còn hai đứa vector đó chứ ai mà đỡ được. Sao mà đỡ được. Ôi ơi, nó lại dùng chiến thuật ở trốn trong này nè. À mình hiểu ý nó rồi. Tức là nó sẽ đợi mình vào, nó cầm hai của vector nó bắn mình các bạn ơi. Nó bắn lạc từ trong ý các bạn. Ôi ôi, nào giỏi ra đi. Hai đứa lại có vẻ đã chơi cùng hay sao ấy. Thế nên là chiến thuật cầm vector để úp sọt vào trong ý hay sao ấy nhở. Tính thu mình vào á. Không vào đâu. Ngu gì mà vào, giỏi ra đây, mình đợi bạn mà. Ok thôi, thì nói chung là kệ ở đi. Bây giờ mình đã có ý định này, mình sẽ leo trên mái nhà để tanh bo như các bạn ơi. Thôi thì tí nữa nó sẽ phải thua với mình ấy. Làm sao mà thắng được mình, cứ là chú nhau thắng được mình á. Chẳng qua là nãy ăn may thôi. Ok, kệ ở đi nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ leo trên mái nhà để chuẩn bị tanh bo như các bạn. Đây, mình sẽ leo bằng đường này nha các bạn ơi. Lúc nào rồi mình chưa tanh bo map này ấy. Ok, bây giờ quay trở lại tanh bo map này thử phát xem nào. Mong là trình độ tanh bo của mình nó vẫn đẳng cấp như xưa ấy các bạn. Ngày xưa á, mình tanh bo rất là nhiều map luôn. Còn bây giờ mình kiểu như là hạn chỉ tanh bo một cái map này ấy. Đây, một cái này là bây giờ biết cả hết rồi mà. Nhưng mà không sao. Vì cái tính muốn là làm lại cái tanh bo ở trên mái nhà này xem thế nào. Thì bây giờ mình sẽ thử tanh bo nhá. Ok, mong là địch không thấy mình. Hay là nếu mà nó thấy mình thì mình sẽ bắn nó nhá. Đây, kể không thấy cũng bắn nhá. Bắn thì chọc thôi. Ok, mình mong là bo ở trên này. Bo độ đi. Lâu lâu tanh bo ở đúng rồi, đó, bo độ kìa các bạn ơi. Lâu lâu tanh bo ở đây một lần thì mong là kiểu hoàn hảo nhất có thể ấy. Đó. Ok thôi, chuẩn bị tanh bo thật là các bạn. Trời ơi, kiểu như là thử tanh bo cái thôi mà bo độ mình luôn các bạn. Nhưng bây giờ mình sợ nó ra ngoài là cản mình thôi. Mà nó không cản mình đâu, nó sẽ cản được mình. Mình có cơn đâu cơ mà. Kể cả nó có ý định cản mình cơ á, thách cản được luôn. Rồi, chuẩn bị đốt máu thôi là các bạn ơi. Ok, trời ơi, lâu được trải nghiệm tanh bo lại cái map này, thích thật sự luôn các bạn. Ok, và tanh bo thôi các bạn ơi. Khỏi cần đợi map, nóc xưởng ra làm gì cả. Nhà máy điện thì mất rồi, cho nên là tanh bo luôn ở đây đi. Ok, và thắng. Đó, biết ngay mà, kiểu gì là thắng. Ok, vậy là mình đã review xong khẩu một tấm lục bảo nha các bạn ơi. Các bạn có thể vào để quay nhá, khẩu này mình thấy là khá là dễ mà. Ok, chắc là bây giờ mình sẽ dừng video nha. Và nếu thích đâu mình cho xin một like kênh nhá. Và đừng quên bật chuông cả ký để nhận thông báo video các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các trong các video theo nha. Bye bye.